Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. Rồi anh em ơi, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuỗi series về con game Hải tặc Origin nha anh em. Rồi, tiếp tục với chuỗi series. Anh em nào mới đến kênh Mr. T, nhớ đây là Mr. T một đăng ký, một like, một comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều. Hôm nay là ngày thứ mấy anh em? Hôm nay là ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày thứ bảy nhưng mà chỉ là mới là ngày thứ ba chơi game thôi các bạn ạ. Chỉ là mới là ngày thứ ba chơi game thôi. Vô nhận quà đấy. Ngày thứ ba được 5 mảnh S chủ. Ơ lộn, 10 mảnh S à. Thảm thế nhờ. Một cái áo nè. Rồi. Với cái sự tích ngày hôm qua gọi là cái ngày thứ hai quay xe, thì định hướng là cho nó lên tầm khoảng là 1 triệu lực chiến, nhưng mà hơi bị hớ anh em, hơi bị hớ, nghĩa là tôi không up kịp con ai với lại con Luffy, nó lên tím nè, nó không lên nổi. Thôi thôi thì hôm nay là ngày thứ ba đúng không, ngày thứ ba tôi sẽ up lên 1 triệu lực chiến nè, quyết tâm hôm nay hứa cho anh em là phải lên được cho anh em xem cho nó gọi là nó đã ăn mắt nha. Mà không lên được thì anh em cũng đừng buồn tôi nha anh em. Rồi, hôm nay lên sớm video cho anh em để mà anh em xem xong video của tôi anh em còn đi chơi chứ gái gú này nọ kiểu từ lưa la nữa anh em ạ. Rồi mấy cái này thì điều động đại tới thôi. Tôi cũng khá là lười mấy cái này anh em. Thứ bảy máu chảy về tim nhá. Cấp 40. Hiện tại đang VIP 4 anh em, đang VIP 4 còn thiếu gọi là 1.300, còn thiếu 600 điểm nữa, còn thiếu 600 điểm nữa. 600 điểm nữa mua cái gì đây? Ok, hôm nay tôi sẽ lên VIP 5 đi, lên VIP 5 lấy ít tài nguyên anh em. Mua cái này thôi nè. Rồi, lập con Sanji 1K8 SP à. 1K8 SP. Đấy, lên được cấp 24 rồi anh em ơi. Lên được cấp 24 rồi nhé. Chắc là tôi chơi tầm 7 ngày là tôi sẽ lấy được con râu đen SSS này nè. Ui dù, xịn xò hết nha. Đấy, nhận bù nè. Ui dù, nhận bù được mảnh Nami rồi anh em. Để xem nữa coi con Sanji tôi cũng không ghiền lắm anh em. Trước tiên là phải nâng cấp con này lên cấp 100 trước đã. Tới 100 cho nó tăng bọc lên trước anh em. Qua bị hớ. Ui dù ui, không đủ nữa kìa. Đây. Tôi phải đi ra khơi đi càng quét tí xíu lấy tí điểm nè. Phải lên được cấp 100 chứ. Ui dù ui, cay thế nhờ. Rồi mua thể lực vô càng quét lấy điểm nè. Đây SP nè. Mua được 13 lần. Rồi. Lụm nó anh em. Đấy, vẫn là chân mệnh thiên tử là vẫn là năng con ai tiếp tục. Ôi dồi, thức tỉnh tối đa. Đấy, lên được 5 sao luôn em ơi. Nó phải gọi là ngọt nước nhé. Rồi cấp 150. Ok. Con này cũng lên được 135k. Mỹ Hảo đang 220 anh em. Rồi lật chiến đã lên được 678. Khá là thấp. Cống hiến quân đoàn.
Quân đoàn chùm của Mr. T vẫn đang tuyển thành viên nhé. Anh em nào hiện tại đang ở S4 vào nhé. Đây, tôi đi đăng bot cho anh em xem nè. Tí nữa đi. Công nghệ đúng không? Đây, công nghệ. Điểm quân đoàn này anh em đừng có đi vào tiệm mua nhé. Cái này anh em nâng cái này để cho lực chiến mấy con tướng của chúng ta nó gọi là trâu bò hơn nè anh em. Ôi dồi, lại thiếu kìa. Đặc quyền lên được VIP 5 đúng không? Lên tầm VIP 5 là được ui dụi ba cái đồ 30 viên này nữa anh em, 30 hộp này nữa. Khá là xịn sò. Trước tiên là tôi phải đi khơi ba cái hộp rương này ra. Đây, full anh em ạ. Không biết có đủ cho con Mỹ Hảo này lên tiếp tục hay không. Ôi dồi, ui nó thiếu kìa. Thay trang bị nè. SS cộng. SS cộng. SS cộng nè anh em. Sao cái áo này lại thiếu ta? Áo này chỉ có một cái SS này thôi à. Đấy, thăng lên anh em. Thiếu đá xanh nha. Đây đây đây, để đi kiếm đá thì tôi nhà tôi còn nhiều. 30 viên đi. Đấy, cho nó lên hết cấp 150. Đấy, tăng trang bị sơ sơ này chứ nó lên lực chiến cũng gọi là khủng khiếp lắm nha anh em. Rồi, lấy thêm tí đá tím nữa nè. Lên hết cho nó được cấp 200 đi, tím cần một thôi được rồi. Cấp 150. Ok. Rồi, bộ đồ này cũng gọi là tương đối gọi là xịn sò phớt rồi anh em. 230. Nãy như tôi có viên đá mới. Đấy, anh em cứ thay đá này vào là nó sẽ thay đổi lực chiến cho anh em khá là nhiều nè. Rồi, ổn nha anh, lên được gần 700k lực chiến rồi kìa. Để xem hôm nay tiếp tục con Mỹ Hảo đúng không? Mỹ Hảo thì hiện tại đang full rồi anh em, đang thiếu đá. Tầm này thì năng tiếp tiềm năng. Đấy, ưu dụ lên được 7k rồi kìa. Thiếu 6 viên, 16 viên, 16 viên và 8 viên đúng không? Tầm này gọi là thứ bảy ngồi chơi game nó gọi là hơi phê anh em ơi. Sướng thật sự nhà, thiếu 6 viên. Này chắc lấy tầm 12 viên nè. Chắc lấy 5 viên nè nè. Lấy thêm 5 viên nữa đi. Rồi đá này chắc lấy 10 viên.
đá xanh đúng không? Lấy 10 viên. Rồi. Cho con bé này lên tiếp tục. Đấy, vừa đủ nè anh em. Ui dồi ôi. Lên được 7. Đấy, ui dồi ôi, tiềm năng này lên lục chiến. Nhìn nó gọi là smooth, smoothly anh em. Nhìn nó gọi là hơi phê đó. Tôi đang thiếu 15 viên. 15 viên và 10 viên à. Đủ không ta? 15 viên. 3 nè. 10 viên à. Ôi dù lấy nhầm rồi này mùi. Hình như là nó có một cái sự nhầm lẫn ở đâu đó. Rồi, vừa đủ anh em. Rồi, đang thiếu đá xanh. Tình hình là lên được 255k. Chuẩn rồi anh em, lên được 718k đam. Đây, đánh sự kiện quân đoàn cho anh em xem nè. Con này vào mà chém thì thôi rồi, lượm ư luôn. Ok, chờ đội hình này nha anh em. Tôi cũng không biết là chắc tí nữa ra tôi đổi con Nami luôn hay không ta. Cho anh em xem đam nhé. Đấy, đam của Mỹ Hảo lên được tầm khoảng là 13 triệu rồi anh em ạ. À. Đam của Mỹ Hảo nhà tôi lên được tầm 13 triệu rồi. Đấy, một mình tôi đam đã lên rồi nhé anh em. Công nghệ tiếp tục. Rồi. Cái này là lên tốc độ hả? Sanji có mảnh năng không ta? Thức tỉnh. Ôi, lên được 3 sao nè anh em. 4 sao luôn nè anh em. Rồi 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 rồi. Bỏ con Nami này ra. Gỡ nha anh em. Đấy. Anh em muốn tăng lực chiến thì cứ bỏ con nào nhiều sao ra là anh em reset nó lại thôi. Rồi, quay qua cho con bé này lên. Khá là ổn nha. Tình hình như thế này gọi là nó cứ trang bị nhanh đi. Đấy, 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 đấy. Nhét vào đội hình ngay. Phải đi đổi cái đội nhóm này anh em ơi. Chứ không tí nữa mấy ông lại hành hạ tôi đấy. Đây, cho con Simbe lên trên anh em ạ. 700, nâng tướng lên, Simbi. Con này chắc cũng cho lên cấp tầm 100 thôi anh em. Nói chung thì game này được cái nó gọi là nó cho nâng tướng reset cứ 50 kim cương là anh em có thể reset vô tư. Nên anh em cứ nâng tướng thoải mái tùy thích nha anh em. Thôi lên tím còn một được rồi. Đấy, nâng cho nó tí tí tiềm năng thôi. Ok.
với cái đội hình của mình. Ủa, tại sao bỏ vô chưa? Sao lại thấp hơn nhỉ? Ôi dù lên được 115k rồi mà. Có nhầm không anh em? Đấy, phải lên được 760 mấy k đam nữa này mà. Đấy, 764 rồi kìa. Nó phải như thế mấy không ạ? À? Chính xác là nó phải như thế chứ. Rồi. Chinh chiến đấu trường để lên top server thế nào? Ui dù đã hạng 10 mấy ông đánh khiếp thế nhờ. Trước tiên là tôi sẽ quẩy ông hạng 8 này cho anh em xem nè. Lụm nó anh em ạ. Đấy, tầm này thì không thua được đâu. Đây, cho anh em xem đam. Ui dù đam của Sanji cũng phê đấy nha. 4 sao bỏ vô nó khắc bọt. Ôi, ông này đúng không? 600 mấy. Tôi sẽ leo tầng bậc cho anh em xem nè. Bậc 7 đúng không? Mình nhiều mà anh em. Bậc 6, ui dù, admin luôn, admin vô chơi nào đây? Bậc 5 An Phong 713. Đây cho anh em xem nè, trời ơi, dữ liệu nó gọi là phải smoothly mấy ông ạ. À? Bậc 4 đúng không? Bậc 4 lụm nè anh em. Rồi, bậc 5. Bậc 3 đúng không? Aura. Cho anh em xem đam nhé. Đây, bậc 2. Úi dù, ui Kaido. Kaido là một người bạn của tôi nha anh em. Anh Kaido đã lên sóng level 69. Úi dù, đội hình mạnh thế anh Kaido. Solo với anh Phát nào. Solo với anh Kaido Phát nào. Úi dù, ui đội hình của Kaido có rau đen nó vào nó chón hết đội hình của tôi anh em. Cay thế nhờ. Anh Kaido xem được clip này nhớ bình luận cho em một clip nha anh em. Anh Kaido rủ qua hàm độ của mình không qua anh em ạ. Anh ấy khá là vui vẻ. Thôi đội hình này thua rồi anh em, có rau đen nó vô nó búp 6 con đầu tiên chóng thì không không kịp đánh anh em ạ. Ok, rồi, hôm nay thì quần quần bấy nhiêu thôi. Đấy, thì nói chung thì lên được 764k lực chiến. Chung thì tôi lười anh em, còn một số đồ trong này còn khá là nhiều đồ nè. Chắc phải ngồi mở mảnh rồi ra năng tướng này nọ kiểu nó mới lên được nha anh em. Đấy, tầm này cứ nâng túc tắc là lên 1 triệu lực chiến được rồi. Đấy, đồ của tôi trong này còn rất là nhiều anh em. Đồ đá rồi nè. Đấy, đồ đá nâng lên trang bị khá là nhiều. Tôi còn khá là nhiều đồ đó nè. Ok, hẹn anh em vào clip ngày mai nhé. Nói chung thì chúc anh em thứ bảy thật là vui vẻ. Coi clip tôi xong đi chơi cẩn thận nhé anh em. Xong rồi về coi tiếp. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.